Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Na Trần. Hôm nay Na muốn chia sẻ với các bạn bài số 2 trong tuyển tập học vẽ neo cơ bản bằng cỏ bản. Các bạn cũng sẽ chuẩn bị cho Na một vài thứ: bột vẽ Anet màu vàng và màu trắng, cỏ bản cùng với một cái bảng đen. Ở bài số 1 thì chúng ta đã học được nét lá và nét hoa cánh đơn. Bài số 2 này chúng ta sẽ học nâng cao lên. Nếu các bạn nào chưa xem và chưa luyện tập bài thứ nhất thì yêu cầu các bạn sẽ phải xem lại video đó và luyện tập rồi mới học tiếp video hôm nay. Bước đầu tiên thì chúng ta cũng sẽ tạo bảng cỏ, sau đó lấy màu mỗi màu một nửa cỏ và tán nhẹ ra mặt phẳng như thế này. Để màu vàng đều hết ở lông cỏ thì chúng ta sẽ bắt đầu đưa vào vẽ. Đầu tiên thì Anna sẽ chia sẻ với các bạn nét cánh đôi. Nét cánh đôi là nâng cao của nét cánh đơn chúng ta đã học ở bài thứ nhất. Nét cánh đôi chúng ta sẽ còn gọi là nét cánh tim như sau. Đầu tiên các bạn xoay tròn đến một nửa, chúng ta nhúng nhẹ xuống rồi tiếp tục nhúng lên lại y chang đường chúng ta đã đi. Nét này chúng ta gọi là nét cánh đôi hay còn gọi là nét cánh tim. Thì chúng ta cũng có thể ứng dụng nó như nét cánh đơn ở phía trên. Chúng ta có thể vẽ trái tim cho một cái hoa ba cánh như sau. Các bạn cũng có thể ghép hai cánh đôi lại với nhau, hoặc là vẽ hoa năm cánh bằng cánh tim này. Cho một cánh trước trái tim, lấy thêm màu bột để hoa được đồng màu với nhau ở từng cánh. Nghiêng một chút xíu bên đây, vẽ một cánh tiếp theo, vẫn cứ tim như thế này. Rồi vẽ thêm cánh thứ ba ở đây. Cánh thứ tư chúng ta sẽ đi cánh ngược, úp ngược màu vàng và màu trắng lại với nhau. Vẫn là vẽ một cánh hoa như thế này. Cánh thứ năm thao tác tương tự cánh đầu tiên. Chúng ta đã có một cái hoa cánh tim hết sức là dễ thương. Chúng ta cũng có thể cho thêm lá vào đây. Những cái lá nhỏ xinh. Cũng giống như tất cả các nét khác, ngoài việc vẽ hoa ra thì chúng ta cũng có thể vẽ một số họa tiết khác như sau. Anna sẽ chia sẻ với các bạn vẽ một cái nơ nhỏ. Đây, Anna sẽ có một cái cánh nhỏ bên đây cũng là cánh tim. Đối diện nó Anna sẽ cho thêm một cái cánh tim nữa. Chúng ta đã có một cặp cánh tim. Bây giờ thì Anna sẽ cho thêm các sợi ri băng nhỏ xuống như sau. Vẫn là quay màu vàng vào trong. Một cái cánh lá nhỏ. Đây là cánh lá của chúng ta đã học ở bài số 1. Chúng ta vẽ lên một cánh lá nữa. Vậy là chúng ta đã có một cái nơ xinh xắn. Sau khi các bạn đã tập được cánh tim và thực hiện một số sáng tạo của nó rồi thì chúng ta sẽ học nâng cao lên một chút xíu. Anna sẽ chia sẻ với các bạn cánh thứ hai là cánh ba. Cánh ba của nó khác với cánh tim một chút xíu như thế này. Một nhúng, chúng ta nhúng cao lên một chút xíu rồi nhúng thấp xuống lại. Đây chính là cánh ba của chúng ta. Chúng ta sẽ thực hiện một số tùy biến của nó. Một, hai và ba. Kế bên đây cũng thao tác tương tự. Một, hai và ba. Chúng ta cũng có thể vẽ hoa bằng nét cánh ba này như sau. Cánh thứ tư chúng ta cũng sẽ vẽ cánh ngược.
và cuối cùng sẽ là cánh thứ năm. Vậy là chúng ta đã có hoa 5 cánh bằng cánh 3. Cũng như tất cả các cánh khác, tùy sự sáng tạo của chúng ta mà chúng ta có bao nhiêu mẫu vẽ hoặc vẽ như thế nào. Chúng ta cũng có thể vẽ bướm. Vậy là Anna vừa chia sẻ xong với các bạn bài số 2 trong tuyển tập hướng dẫn vẽ neo cơ bản bằng cỏ bản. Hôm nay chúng ta đã học được nét cánh tim và nét cánh ba. Yêu cầu các bạn về nhà luyện tập thật nhuần nhuyễn những cánh này và tự sáng tạo thêm thật nhiều tùy chọn của nó. Và các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn like video để xem tiếp các tập tiếp theo về tuyển tập vẽ neo cơ bản bằng cỏ bản nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.